Bài cúng cơm cho người mới mất chuẩn nhất. Khi cúng cơm cho người vừa mới qua đời, không phải chúng ta muốn khấn như thế nào cũng được mà cần phải đọc đúng văn khấn. Vậy, bài cúng cơm cho người mới mất như thế nào là chuẩn? Hãy cùng tìm hiểu về bài cúng và ý nghĩa văn khấn người mới mất dưới đây nhé. Bài cúng cơm cho người mới mất có ý nghĩa như thế nào? Cúng cơm hàng ngày là một phong tục, nghi thức lâu đời của người Việt Nam với ý nghĩa thể hiện lòng thành, tưởng nhớ của người thân trong gia đình với người đã mất. Theo quan niệm xa xưa, linh hồn người mới mất vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát trong khoảng thời gian 49 ngày mà vẫn còn sống trong nhà, chờ đợi qua các cửa âm phủ và xét tội. Do đó, việc cúng cơm trong thời gian này sẽ giúp linh hồn không bị lạnh, đói mà biết tìm đường về nhà hay tránh bị các hồn ma vất vưởng khác quấy phá, hiếp đáp. Vì vậy, khi hoàn tất các thủ tục mai táng cho người mới mất xong, người thân trong nhà vẫn phải cúng cơm đều ngày 3 bữa với các món chay để linh hồn người mất được thanh tịnh, không phạm phải các lỗi sát sinh. Sau 49 ngày, người thân có thể cúng cơm với các món ăn mặn tùy theo tín ngưỡng của mỗi gia đình.
Một số lưu ý khi đọc bài cúng cơm cho người mới mất. Tương tự như các văn khấn của lễ tang, đọc văn khấn khi cúng cơm cũng cần phải trang nghiêm, thể hiện thái độ tôn kính, chân thành và nghiêm túc của người cúng với người đã mất. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau. Đọc văn khấn cúng cơm cho người mới mất rõ ràng, mạch lạc, không quá nhỏ cũng không quá to mà chỉ vừa đủ nghe để người mất có thể biết đường dùng bữa, tránh để vong hồn khác vào tranh ăn. Khi tham gia cúng bái, con cháu phải ăn mặc kín đáo và chỉnh tề trước bàn thờ. Tuyệt đối không được ăn mặc hở hang, luộm thuộm, cầu kỳ hay lòe loẹt. Khi đọc văn khấn, người tham gia cúng cần phải đứng thẳng hàng, hai tay chắp ngay trước ngực và giữ thái độ nghiêm trang, không nói chuyện giỡn hết. Tuyệt đối giữ lòng thành kính với người đã khuất. Chuẩn bị mâm cơm với các món cơ bản, không cần quá cầu kỳ, miễn là tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng là được. Tuyệt đối không được sử dụng món ăn ôi thiêu hay các vật dụng dơ bẩn. Để đúng vị trí của lễ vật, trái cây, bát hương lên bàn thờ, tránh phạm tội với gia tiên và người đã khuất. Có thể ghi bài cúng cơm cho người mới mất ra giấy để khi đọc không bị ngắt quãng, vấp giữa chừng. Nếu không nắm rõ cách thức thực hiện văn khấn cúng cơm cho người mới mất, gia chủ có thể nhờ đến sự hướng dẫn của các sư thầy, tăng ni trong chùa để tiến hành nghi thức đúng đắn, tránh phạm phải lỗi với bề trên và người đã khuất nhé.